Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn lịch sử và địa lý lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ. Bài 8: Thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng. 1.1: Vùng đồng bằng Bắc Bộ không tiếp giáp với A. Vùng duyên hải miền Trung, B. Vùng Nam Bộ, C. Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, D. Vịnh Bắc Bộ. Các em quan sát hình 2, lược đồ địa hình vùng đồng bằng Bắc Bộ. Rồi đây chính là khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, được tô màu xanh. Vùng đồng bằng Bắc Bộ giáp với Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Giáp với Vịnh Bắc Bộ và giáp với duyên hải miền Trung. Như vậy, vùng đồng bằng Bắc Bộ không tiếp giáp với vùng Nam Bộ. Các em chọn đáp án B. Bài tập 1.2: Địa hình vùng đồng bằng Bắc Bộ. A. Chủ yếu là đồi núi. B. Cao ở phía đông, thấp dần về phía tây. C. Có các dãy núi lan ra sát biển. D. Tương đối bằng phẳng. Địa hình vùng đồng bằng Bắc Bộ tương đối bằng phẳng. Độ cao trung bình dưới 25 m. Vùng đồng bằng có dạng hình tam giác và vẫn tiếp tục mở rộng về phía biển. Như vậy, các em chọn đáp án D. Địa hình vùng đồng bằng Bắc Bộ tương đối bằng phẳng. Bài tập 1.3: Vùng đồng bằng Bắc Bộ có độ cao trung bình dưới A. 10 m, B. 15 m, C. 20 m, D. 25 m. Địa hình vùng đồng bằng Bắc Bộ tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình dưới 25 m. Đồng bằng có dạng hình tam giác và vẫn tiếp tục mở rộng về phía biển. Như vậy, các em chọn đáp án D là dưới 25 m. 1.4: Sông nào không chảy qua vùng đồng bằng Bắc Bộ? A. Sông Hồng, B. Sông Đáy, C. Sông Mã, D. Sông Luộc. Rồi, các em biết là vùng đồng bằng Bắc Bộ có hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình với nhiều nhánh là sông Đáy, sông Đuống, sông Luộc, sông Trà Lý tỏa khắp vùng. Hệ thống sông cung cấp cho lượng nước và phù sa lớn. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình với nhiều nhánh là sông Đáy, sông Đuống, sông Luộc, sông Đáy, sông Đuống, sông Luộc, sông Trà Lý tỏa khắp vùng. Rồi như vậy, ở đây là sông Mã không chảy qua vùng đồng bằng Bắc Bộ mà chảy qua vùng duyên hải miền Trung. Các em chọn đáp án C là sông Mã không chảy qua vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bài tập 1.5: Loại đất chủ yếu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là A. Đất phù sa, B. Đất đỏ vàng, C. Đất mặn, D. Đất phèn. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là đất phù sa màu mỡ ở ven biển, đất phèn, đất mặn ít màu mỡ hơn. Như vậy, đất chủ yếu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là đất phù sa. Các em chọn đáp án A. Tiếp theo là các em sang bài tập 2, quan sát hình 2, trang 37 sách giáo khoa. Hãy kể tên các vùng tiếp giáp với đồng bằng Bắc Bộ. Rồi, các em quan sát hình 2, trang 37 sách giáo khoa. Lược đồ địa hình vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các vùng tiếp giáp với vùng đồng bằng Bắc Bộ đó là Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Vịnh Bắc Bộ, duyên hải miền Trung. Vịnh Bắc Bộ, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, vùng duyên hải miền Trung.
một số sông ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có hai hệ thống sông chính, đó chính là sông Hồng, sông Thái Bình, gồm những nhánh là sông Luộc, sông Trà Lý, sông Đuống, sông Đáy. Rồi các em kể tên một số sông ở vùng đồng bằng Bắc Bộ: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Trà Lý, sông Luộc, sông Đuống, sông Đáy, vân vân. Bài tập số 3, điền thông tin vào chỗ trống sao cho phù hợp với đặc điểm khí hậu của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiệt độ trung bình năm trên 23 độ C. Mùa đông lạnh, ít mưa, mùa hạ nóng, mưa nhiều, lượng mưa trung bình năm từ 1.600mm đến 1.800mm. Bài tập số 4. So sánh đặc điểm địa hình của vùng đồng bằng Bắc Bộ với vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ bằng cách hoàn thành bảng dưới đây. Vùng đồng bằng Bắc Bộ tương đối bằng phẳng. Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có địa hình chủ yếu là đồi núi. Đồng bằng Bắc Bộ độ cao trung bình dưới 25m. Trung Du và miền núi Bắc Bộ có nhiều dãy núi lớn. Cao nhất là đỉnh Phan Xipang cao 3.143m. Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác tiếp tục mở rộng ra phía biển. Trung Du và miền núi Bắc Bộ có một số cao nguyên và đồi núi thấp. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5, đánh dấu X và ô trống trước Y đúng. Vùng đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp phù sa bởi hệ thống sông Hồng và sông Trà Lý. Điều này đúng hay sai? Vùng đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp phù sa bởi hệ thống sông Hồng và sông Trà Lý. Điều này là sai. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Như vậy là được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, với nhiều nhánh là sông Đáy, sông Đuống, sông Luộc và sông Trà Lý, vân vân. Các loại đất chủ yếu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là đất phù sa, đất phèn, đất mặn, đúng hay sai? Các em biết là vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là đất phù sa màu mỡ ở ven biển, đất phèn, đất mặn ít màu mỡ hơn. Như vậy, các loại đất chủ yếu, ở đây là các loại đất thì chúng ta phải kể tên ra là đất phù sa, đất phèn, đất mặn, được chưa? Các loại đất chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ là đất phù sa, đất phèn, đất mặn, như vậy là đúng. Sinh vật tự nhiên của vùng đồng bằng Bắc Bộ chịu tác động lớn của con người, đúng hay sai? Sinh vật tự nhiên của vùng rất phong phú nhưng chịu tác động mạnh mẽ bởi con người. Hiện nay nhiều loại động thực vật tự nhiên được bảo vệ trong các khu bảo tồn thiên nhiên như là vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển. Như vậy ý này là đúng. Vào mùa hạ, sông ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thường cạn nước, đúng hay sai? Các em biết là vào mùa hạ, mưa nhiều, nước sông dâng cao, thường gây ra ngập lụt. Như vậy, vào mùa hạ, sông ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thường cạn nước là sai. Sinh vật tự nhiên của vùng đồng bằng Bắc Bộ rất phong phú, đúng hay sai? Sinh vật tự nhiên của vùng rất phong phú, nhưng chịu tác động mạnh mẽ bởi con người. Như vậy ý này là đúng. Bài tập số 6. Hoàn thành bảng dưới đây về một số thuận lợi và khó khăn của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thuận lợi: vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa với các vùng khác. Địa hình bằng phẳng thì thuận lợi cho giao thông, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Hệ thống sông ngòi dày đặc, cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, phát triển giao thông đường thủy. Khó khăn: mùa đông nhiệt độ hạ thấp, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi và sức khỏe của con người. Mùa hạ mưa nhiều, nước sông dâng cao, thường gây ra ngập lụt. Bài tập số 7. Điền thông tin vào chỗ trống sao cho phù hợp về vấn đề bảo vệ thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ đang có một số vấn đề cần quan tâm là đất bạc màu, nguồn nước ô nhiễm, sinh vật tự nhiên suy giảm. Hiện nay thiên nhiên của vùng còn bị gia tăng các tác động tiêu cực vì biến đổi khí hậu. Bài tập 8, hoàn thành sơ đồ dưới đây về một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Biện pháp thứ nhất là sử dụng phân bón hữu cơ. Biện pháp thứ hai là xử lý nước thải. Biện pháp thứ ba, phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định. Biện pháp thứ tư là trồng cây. Thứ năm là thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên. Và thứ sáu là giáo dục và tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên. Bài tập số 9, vẽ một bức tranh thể hiện cảnh thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ theo tưởng tượng của em. Rồi thầy giáo ví dụ bức tranh các em có thể tham khảo. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.